Chào mừng em đã quay trở lại với tựa game là Pixel Gun và mình là Thành Eji đây. Thì nếu anh em mà thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Thì chúng ta sẽ tiếp tục là mở cái hòm, cái lucky chest ở đây nha. Và mình sẽ xem ra được cái đồ gì không. Và chúng ta sẽ open cái chest này ra. Sẽ được đồ gì không? Có đồ không? Đồ rồi. Đừng. Cái đồ gì đấy? Chúng ta sẽ được một cái skin là một con thằng công nhân ở worker kìa. Ok. Thì chúng ta sẽ được thêm một bộ đồ nữa. Và mình sẽ vào trong cái armory này. Ở đâu ta? Pet này. Đây, đây là trang phục đúng không? Trang phục của mình. Wow, 150 gem là được xem một cái mũ của vua. 120 gem là sẽ được cái mũ của samurai. Ghê ta. Nhưng vấn đề là mình có một cái skin đây. Skin này. Chúng ta sẽ... Ây chà, lắm thứ thế. Armor này. Armor thì vẫn là như thế này thôi. 70 vàng. Thì chúng ta sẽ nâng cấp được cái giáp của chúng ta lên. Đấy, từ cấp 3. Từ cấp 3 đến cấp 4 sao này. Skin thì rất nhiều luôn. Ây chà. Có những skin này thì mình phải mua này. Mình mở một thằng worker đúng không? Worker đâu nhỉ? Vừa lúc nãy thấy worker đâu mà. Không phải. Đây đây. À không, đây là Slenderman à. Chúng ta sẽ là trang bị Slenderman nha. Nhớ lúc ấy mình được thằng worker cơ. Công nhân nhắc gì đấy. Cái này thì phải mở bằng 50 vàng này. Nhiều skin nhân vật lắm. Bao nhiêu này. Chúng ta sẽ có thêm một con pet nữa thì phải. Và mình sẽ mở cái trứng này ra cái này. Đập trứng ra. Chúng ta sẽ cái gì đấy. Copy ID. Vấn đề mình vừa up cái xong quả trứng đúng không? Thì đáng lẽ mình phải có quả trứng ở đây chứ nhở. Để xem nào, quả trứng ở trong pet à. Đây đây. Quả trứng ở đây. Quả trứng này thì chúng ta đây là loại quả trứng đúng không? Đây các loại hệ quả trứng khác nhau này anh em. Mythical Best hoặc là cái gì? UC, cái loại UC hoặc là Ray này. Chúng ta chơi ở trong cái phần Simple C này, UC hoặc là Ray Best. Essen tùy loại trứng thì nó sẽ ra cái độ hiếm khác nhau. Rồi. Cái đại trứng magic à, nhưng mình biết là có biết cái nào up không ta? Cái nào để up ta? Nhờ. Yeah. Cái này thì chúng ta sẽ đợi cho vòng 14 phút nữa thì chúng ta mới có thể vào được. Rồi, và chúng ta sẽ tiếp tục là xem nào, mini game à. Mini game là cái gì đấy? Campaign này, Sandbox Arena, cái này vẫn đang khóa, chưa mở được. Rồi ok, chúng ta sẽ vào và chơi thôi nhỉ. Cái gì đây? Đang có cái sự kiện à? Mình sẽ cứ chơi cái battle đã. Mình sẽ chơi battle đã. Mình sẽ chơi chế độ tử chiến sinh tử này. Và chúng ta sẽ bắt đầu tìm thôi. Tìm trận nào. Đồ mình thì vẫn là ấy thôi. Chúng ta sẽ cố gắng dùng cái khẩu súng lửa xem thế nào đây. Oh man. Bắn đi. Rồi. Bị đốt. Trời ơi, bị đốt ghê quá. Vì hàng súng lửa đốt anh em ạ. Được đấy. Mày nhờ này. Xấy nó. Hay. Cộng thêm máu cái. Vào đây. Né rồi. Có thêm giáp này. Rồi, hay lắm. Tuyệt vời. Nó đang đi giết mình này. Súng lục này đánh anh à. Súng nhắm à. Súng nhắm à. Ơi giời ơi, đốt lửa. Un cha. Hết đạn. Acid kill. Mình hết sạch đạn rồi. Đốt nó. Trời ơi. Hết sạch đạn rồi anh em ạ. Quả đấy mà có thêm đạn thì ngon không. Đây rồi, đạn nữa. Châu bò này. Chết ngay. Trời ơi, hay. Ôi, đốt lửa rồi. Chà, hay thật. Nó sọc dao chết mình này. Nhanh quá, không kịp nhìn thấy.
Bắn đi. Tiếp tục thay đạn lên. Bắn đằng sau nó. Rồi. Né ra. Ném quả bom lên. Chết ngay. Slenderman. Giáp. Chết. Úi dồi, mình ăn bị quả gì đây? Súng lục à? Súng lục đỏ là cái Singer Pistol này. Mày nhận acid. Giáp. Chết ngay. Thay đạn. Ném bom. Wow. Đông quá anh em ạ. Nó từ phía sau tấn công mình nữa kìa. Máu. Thay đạn. Né ra. Súng phun lửa kia. Chết ngay. Mày nhờn à? Mình còn ít máu quá nhỉ. Ôi giời ơi. Không biết là bay đâu ạ. Không kịp để cái chúng ta có thể là quay lại và bắn nó. Ghê quá. Chết này, headshot. Acid hay lắm. Có máu không? Có giáp. Hay lắm, tuyệt vời. Súng này. Tôi cần thêm đạn. Đạn. Ultra kill. Hay. Không biết có đứng đầu không nữa. Bao nhiêu mạng đây? Mình giết được bao nhiêu mạng đây? Wow. Mình kill 25 mạng anh em ạ. Ngon. Mình thêm được 4 coin cũng như thêm được 20 XP này. Cái coin khó kiếm phết đấy. Chúng ta phải thu thập đủ 100 coin thì chúng ta mới có thể là tiếp tục vào chơi được. Mình sẽ random map nha. Chơi thêm map mới đi. Cái map này như kiểu là ngã tư, không phải ngã tư thần mà như kiểu là nó tập trung vào một cái hố phía giữa ấy. Phía giữa này. Khá hay. Đây, ôi. Đây trong cái hầm ngục gì đây? Khá là dị ra. Khẩu súng mình có khả năng nhầm đấy. Ôi, ấn nhầm nút rồi. Tự chết rồi anh em. Ở ngoài này, nghe tiếng bắn nhau ở ngoài này. Không thấy đâu cả. 5 kin acid, ôi chà. Có vẻ là cái cửa này khá khó nhìn ra nhờ. Đỏ lứ này. Nó ở đâu nhở? Nó bắn nhau ở mầm mà mình không thấy đâu cả. Chắc là ngoài ban công. Ôi dồi, ăn ngay quả bom. Hay. Ăn ngay quả bom mọi người. Được đó. Chúng ta sẽ bình tĩnh thôi. Ở đây thì không cần ngắm. Ở đây không cần ngắm đâu. Nào sang bên này. Ném bom. Nó chạy ra ngoài rồi. Chết ngay. Thẹn. Ở đây có con này. Đây vừa có một con pet là xong. Mình vừa thấy có một thằng nào nó vừa chui vào đây xong. Không có ai nhỉ. Cầm dao giết người à em. Có giáp rồi. Núp. Ném bom ra ngoài. Chết ngay, ăn ngay quả bom vào mặt. Thay đạn đã. Nó đâu nhở? Vừa thấy một đống ở đây mà. Rồi không thấy đâu cả nữa rồi. Giáp. Đam kin acid à? Phía sau mình. Wow, bắn hay thế nhở? Thế này như kiểu là người gỗ nhở? Nó có cả áo choàng này. Hay. Nó là một cái súng lục thôi nhưng mà wow, có cả súng bắn bóng này. Nhiều súng hay phết. Đâu ta? 5 giây nữa thôi là sẽ kết thúc cái trận này rồi. Máu kìa. Trận này khó nhìn đó. Mình sẽ random sang cái map khác đi. Nó vì nó cửa nó bé quá. Cái trò rất là lâu lên cấp. Và mình cũng giết 4 mạng chứ. Cũng không đến nỗi là quá tệ đâu. Chúng ta sắp lên cấp kìa.
và mình sẽ batter tiếp này, chiến đấu này, vào thôi. Mình sẽ vào đây và bắt đầu đi tìm bọn nó. Ơ, vẫn chưa ra cửa lúc nãy đúng không? Đúng rồi. Ra ngoài xem nào. Đạn. Chúng ta nấp vào góc vườn ấy, xong rồi đợi nó bắn thôi. Đấy, đứng rồi. Nấp vào góc vườn như thế này này. Ui, bắn súng khỏe thế nhở. Wow. Một cái bắn là Finges. Ôi. Cái bắn cái Finges đấy này. Cái mà xoay xoay ấy. Ui, hay thật. Ném bom, được đấy. Rồi, rồi, rồi. Mình sẽ Hai bé ngay. Làm hai kill ngay. Có đạn này, đây có đạn này, cẩn thận là rơi xuống nha. Ui, cho cái gì ấy nhở? Sniper, à, nó bắn phát chết luôn kìa. Thảo nào. Mình thấy, tôi tưởng là ai bắn đằng sau mình. Chết ngay. Né. Ném quả bom ra. Không kịp quay, không kịp quay này. 2 kill, 3 kill luôn. Wow, toàn súng lửa thôi. Hay chà. Flame throw, nó dùng súng lửa anh em ạ. Súng lửa thì hơi yếu. Mình cảm giác là súng lửa hơi yếu. Kia. Giết nó. Đâu rồi. Hay kill luôn, đánh nhau đi em. Để anh ăn kill cho. Thế này là đẹp này. Đúng không? Đầy đạn rồi, thôi mà bắn nhá. Cái cửa này như kiểu là bị không trọng lực ấy. Acid ạ, kin acid ạ. Ôi, đông thế. Đông quá. Ây chà. Quay đang ở đâu đây? Đang ở dưới kiểu là hầm ngục ấy. Ôi chà. Phía sau à? Không, vẫn là cái thằng này thôi. Hay thật, được đó. Chúng ta sẽ được cái 5 kin acid này. Ôi giời ơi, rơi rồi, đánh này khó thật. Phải nói là mình chết liên tục ở chỗ này luôn đấy. Chúng ta đã bị mất máu dần này. Vào đầu, cứ nhằm vào đầu mà headshot thôi. Chỗ này ta mình mất máu dần anh em ạ, phải ra chỗ khác thôi. Hay lắm, con sư tử à? Hay có cái con pet là con sư tử anh em ạ. Mình có con rơi là con cùi nhất trong này đúng không? 9 giây này, 8 giây, 7 giây. Còn ai không? Hết rồi. Chắc con này không được đứng đầu rồi. Theo mình nghĩ là đứng khoảng thứ 3, thứ 3, thứ 4 gì đó. Xem bao nhiêu mạng biết ngay. Chúng ta đứng thứ 4 rồi, rất là có 9 mạng này. Khá hay, mình sẽ random sang một map mới nhá. Chúng ta random sang một map mới này. Random map. Đó, bây giờ chúng ta sẽ sang một cái map mới và xem bắn như thế nào đây. Ai chà, đây là cái map hôm qua đây, cái map bãi biển. Có khu nhà. Thằng Thiên một bé này. Ở đâu ấy? Mình kin acid được một phát kin acid này. Hỗ trợ. Một kill nữa. Headshot. Chúng ta đang xem cố gắng là lấy đạn để thêm đạn đã. Có thằng ở trên đỉnh đầu kìa.
2 kill luôn. Chạy thôi, headshot đã. Bây giờ phải chạy đã, đi tìm chỗ núp đã. Bình thường nó sẽ hay ra từ chỗ này này. Đây, ví dụ thằng này ạ. Chết ngay, đúng rồi. Hay, tuyệt vời. Tuyệt vời, hay lắm. Minecraft này, tuyệt vời. Hết đạn. Cho hết đạn rồi. Lấy đạn ở đâu bây giờ? Chết ngay, làm sao ấy được anh? Súng lửa đây em. Có 35 viên rồi, lại thay lên bắn tiếp. Lấy đạn được cái thằng từ mình vừa giết một thằng xong. Chạy đâu em ơi? Có giáp này. Nó bắn đâu nhỉ? Ôi giời, nó bắn từ ngay chỗ này mà mình không biết này. Bị cái con dê à? Con dê nó húc cho chết kìa. Ném bom. Vào đây đi. Đài ngay, vào đầu là chết ngay. Làm sao mà chịu được? Không thể trụ được luôn. Bên này có ai không? Hello. Còn có 9 giây thôi. Má, nó bay à? Wow, thằng ấy có cả tên lửa kìa. Hết đạn rồi. Cái thằng ấy bay lên trời kìa. Nó có một cái jetpack bay lên trời được. Nhưng mình vẫn đứng nhất, 10 kill. Hay quá nhở. Mình sẽ được thêm 4 coin này. Chúng ta cứ tiết kiệm thật nhiều coin để mua thêm ấy thôi, mua thêm đồ thôi. Và chúng ta sẽ unlock được thêm 31 coin. Lên cấp rồi sẽ được tặng thêm một ít coin nữa. Chúng ta sẽ ra đu thêm một map nữa nha. Và mình sẽ quáng chơi thử tất cả các map cho anh em xem. Chúng ta sẽ loát đinh. Đây sẽ là một cái hầm ngục à. Có một cái file demon kìa. Lâu đài à, đây là một cái lâu đài. Một bé. Không được. Cái mình nó đều quá. Mà nó có cái búa. Mà mình có khi không khi đó là mình là cái dao. Đâu. Giết nó. Con khỉ con đá mình chứ. Ui dồi. Nó có cái búa bằng cái con dao. Dao gọt hoa quả như thế này thì làm sao một ai ăn được. Thằng này. Acid thôi. Mình được acid thôi. Acid này. Chết hết. Wow. Giáp. Máu. Mình có 3 giáp. Vào đây. Vào đông thế. Mình còn hết giáp rồi, mình hết giáp rồi. Nó xong cho chết này. Thì bây giờ vấn đề là cái vũ khí cũng rất là quan trọng. Giáp này. Vào đâu, hay rồi. Headshot, có đấy headshot. Con rơi à? Mình tưởng là thằng nào cơ. Vào đây. Acid này. Ui trời ơi, nó đứng cao quá. Nó cũng là con dao thôi. Dao bình thường thôi. Đúng rồi. Cố lên. Mình giết thêm một thằng nữa. Hay, có cả gấu à? Trong này có cả gấu cơ. Thế quái nào có cả gấu trong này vậy? Trong khi đó mình chỉ là một con rơi thôi. 5 kill acid này. Tại vì mình hỗ trợ nó mà mình chém nó gần chết xong bọn kia vào nó ăn mà. Thì tính là điểm acid. Nó tập trung hết ở trong này rồi. Nó có búa. Thằng kia nó có búa.
Nam Kim Acid này. Nhơn, 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 nhơn này. Nhơn, chém nó, đã giết được một bé nữa. Máu, 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 máu. Con chim cánh cụt kìa. Woohoo, rồi. Hình như mình giết thêm một mạng nữa thì phải. Lao vào xong nó, độc à? Độc ở đâu vậy? Máu, máu. Ui, cái búa, cái búa, cái búa, cái búa, cái búa, búa, búa này, búa này, búa này, ăn máu. Búa này, ăn máu. Xôi, chém loạn cả lên luôn. Còn có 3 máu thôi, giáp, giáp. Giáp này, giáp này. Wow, cái quả búa của nó. Gõ, gõ, gõ cái là chết rồi. Búa khỏe quá. Có tiền thì cũng phải mua thêm quả búa như thế được. Ồ, lắc, 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 lắc. Lắc quá. Con mèo này ở đâu ra đây? Đường này cơ mà. Đường này mới là thẳng trung tâm cơ mà. Đây, 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 đây. Chết hết, chết hết. Hay rồi. Còn 4 giây, 4 giây kìa, 4 giây. Thằng kia nó cầm cái búa nó săn cả team luôn. Và không biết là chúng ta sẽ giết được bao nhiêu người đây. Hy vọng sẽ điểm cao. Ai chà, mình giết được 13 người đấy. Còn cái thằng mà có cái vương miện kia chắc chắn nó sẽ cầm búa rồi. Score nó là hơn 2k, hơn 2000 điểm. Thì mình sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Pixel Gun. Bye bye.